Minh Hằng vẫn tích cực kiếm tiền dù đã lấy chồng đại gia, chỉ vì gia đình, mong sớm có em bé. Lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, song Minh Hằng không chọn ở ẩn mà còn tích cực hoạt động nghệ thuật hơn trước. Sau khi về chung nhà với ông xã, nữ diễn viên cho biết thường xuyên anh dành lời khen khi diện những chiếc váy gợi cảm, người đẹp vẫn tích cực khoe dáng trên thảm đỏ. Trở lại màn ảnh rộng với dự án đình đám đầu năm 2023, Minh Hằng khiến nhiều khán giả ấn tượng với tạo hình xinh đẹp cùng màu sắc diễn xuất riêng trong vai mới. Bên cạnh những lời khen cho nữ diễn viên, nhiều người không khỏi thắc mắc với động thái tích cực kiếm tiền của Minh Hằng dù đã trở thành dâu hào môn. Minh Hằng đang tích cực cá kiếm cuối năm với loạt dự án mới. Nữ diễn viên không chọn ở ẩn dù có chồng doanh nhân làm hậu phương. Minh Hằng đang chuẩn bị tốt nhất về mặt tài chính để chăm lo gia đình. Mới đây, Minh Hằng đã chia sẻ với Người Lao Động về dự án phim mới và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng doanh nhân. Khi được đặt câu hỏi về vấn đề tiền bạc, nữ diễn viên thoải mái thừa nhận, trước đó cô không quan tâm đến việc nhiều tiền hay không, nhưng hiện tại khi có gia đình thì mọi chuyện đã thay đổi. Tôi cởi mở hơn và bớt nghĩ hơn. Trước đây tôi hay ngồi lo lắng mọi thứ, thậm chí có những thứ rất mơ hồ. Hiện tại tôi biết tận hưởng trọn vẹn một ngày, tận hưởng mọi khoảnh khắc hạnh phúc mà mình có. Không ai biết trước ngày mai, và nếu chúng ta cứ mãi bỏ lỡ những điều tốt đẹp trước mắt, sẽ có lúc chúng ta phải nói lời hối hận, cô chia sẻ. Người đẹp 35 tuổi thừa nhận trước đó ít khi quan tâm đến tiền. Sau khi lập gia đình, Minh Hằng thừa nhận cần nhiều tiền hơn. Nữ diễn viên muốn chuẩn bị chu toàn cho con cái sau này. Trước đây tôi từng nói bản thân không quan tâm nhiều đến tiền vì với tôi, cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp mà không cần phải quá nhiều tiền. Bởi lẽ cuộc sống tốt đẹp hay không do chính quan niệm của bản thân mình quy định. Nhưng nay tôi cần nhiều tiền rồi. Tôi đã có gia đình và phải chuẩn bị chu toàn cho con cái mình sau này nên tôi phải làm việc chăm chỉ hơn trước, Minh Hằng chia sẻ. Mong ước lớn nhất của Minh Hằng hiện tại là có em bé. Nữ diễn viên và chồng đều tích cực chuẩn bị cho tài chính dư dả. Theo đó, cả Minh Hằng và chồng đều đang tích cực chuẩn bị về tài chính lẫn tinh thần để luôn sẵn sàng chào đón thành viên mới trong gia đình. Nói về điều ước trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, nữ diễn viên không còn nhắm đến doanh thu phòng vé mà chỉ mong được sớm lên chức mẹ bỉm sữa. Giờ tôi chỉ mong có em bé, mong lắm rồi. Minh Hằng khẳng định chồng cô không phải doanh nhân giàu có. Sau khi kết hôn, Minh Hằng vẫn duy trì phong cách gợi cảm quyến rũ trên thảm đỏ, thậm chí còn táo bạo hơn trước. Nữ diễn viên cho biết ông xã của cô không phản đối mà ngược lại cho mặt hở vì còn đẹp. Dù ông xã đã tự giác đưa tiền lương hàng tháng, nhưng cặp đôi vẫn tự chủ về tài chính. Chia sẻ về vấn đề tài chính trong gia đình, Minh Hằng khẳng định chồng cô không phải doanh nhân giàu nứt đố đổ vách như những tin đồn trước đó. Không, mọi người hay đồn thế, nhưng chồng tôi chỉ là một người bình thường. Nhiều người cũng nói tôi có thể chọn một đại gia, người có thể bảo bọc cuộc đời tôi mà không cần lo lắng. Nhưng tôi chọn chồng mình vì anh ấy nhận lương là đưa hết cho vợ một cách tự giác. Tất nhiên, chúng tôi khá độc lập về tài chính, tiền ai nấy xài. Tạo hình của Minh Hằng trong dự án phim Tết mới nhất. Khán giả mong chờ diễn xuất của cặp chị em Ngọc Trinh Minh Hằng. Dịp cuối năm cũng là lúc Minh Hằng bận rộn hơn bao giờ hết. Chưa kể năm đầu về làm dâu nhà chồng và phải quan tâm đến nhiều vấn đề, Minh Hằng còn đang tích cực với dự án phim chiếu Tết. Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn mong có con để thỏa công sức cày cuốc kiếm tiền. Năm đầu làm dâu, Tết này tôi sẽ rất bận rộn đây. Gia đình chồng tôi đông lắm, chắc là sẽ có một cái Tết quay cuồng nhưng dự là sẽ rất vui. Chưa kể phim mới của tôi cũng ra mắt đúng dịp Tết. Minh Hằng chia sẻ về kế hoạch có con cũng như đón Tết Nguyên Đán khi năm đầu làm dâu.